Bonsai và dược liệu, xin chào các bạn. Hôm nay bonsai dược liệu đi thấy một cành xanh đem về cắt được 2 cây đấy. Cây này mình sẽ 2 phôi đây, mình sẽ quay nằm xuống đây. Quay cho các bạn này, cành này mình ở đây. Này nhá, mình sẽ cắt ra mình thành làm 2 cây đó. Cây này mình sẽ làm dáng phu thê hay là anh em hay phu thê nhỉ? Làm dáng phu thê đẹp. Và phôi này mình sẽ làm tình mẫu tử nhé, một phôi mẫu tử. Tình mẫu tử bây giờ mình sẽ mang đi ngâm kích rễ. Mình đây mình pha cho vào đây, pha cho vào đây. Đây là những cái khúc nhá, mình cứ ngâm vào đây. Có thể là mình tận dụng để tận dụng những cái gốc này để làm đánh trực lắc cũng được. Đấy mình đây mình sẽ ngâm kích rễ nhá. Mình ngâm khoảng tầm 4 tiếng. 4 tiếng là ok đấy. Cái này cho nó